Chúng ta sẽ cùng test lại. Sửa món khai vị. 1, 2, 3. Sửa thực đơn, cập nhật thành công. Happy. Đã lát lại món khai vị rồi. Anh ngủ lắm. Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13.NET Core API và SQL Server năm 2022. Ở bài số 12 này thì chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa thêm hàm edit và dùng ngif và bootstrap model. Đây là bài hôm trước của chúng ta đây. Chúng ta đã có hàm thêm thực đơn rồi. Chưa được đẹp cho lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào trong model của bootstrap. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào trang danh sách thực đơn component.html và chúng ta sẽ viết function sự kiện click cho button sửa. Khi click thì chúng ta sẽ gọi xuống hàm chi tiết thực đơn ở dưới file ts. Đây, các bạn có thể thấy là hàm thì nó sẽ chuyển thành màu vàng. Chúng ta sẽ copy tên hàm và paste vào bên trong file typescript của danh sách thực đơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ định nghĩa hàm này. Chúng ta sẽ tạo ra một thực đơn, một biến thực đơn kiểu là any, một đối tượng thực đơn. Và trong hàm click thì chúng ta sẽ truyền cả đối tượng thực đơn vào. Và ở trong app thêm sửa thực đơn thì chúng ta sẽ truyền thực đơn vào sang file bên kia với cấu trúc như sau: ngoặc vuông thực đơn bằng thực đơn. Thực đơn ở ngoặc kép này là thực đơn ở trang danh sách thực đơn. Còn thực đơn trong ngoặc vuông là một hàm ở trong thêm sửa thực đơn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm thư viện input ở trong component thêm sửa thực đơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một biến thực đơn có kiểu là a còng input còng ngoặc tròn kiểu trả về là any. Rồi, như vậy là đã chuyển xong thực đơn từ component này sang component khác. Chúng ta lại tiếp tục định nghĩa hàm chi tiết thực đơn. Này, chúng ta sẽ truyền thực đơn sang bên kia và trong này thì chúng ta sẽ truyền biến thực đơn vào đây. Chúng ta cũng phải tùy chọn thêm một tham số nữa là thực đơn. Ở trong định nghĩa thì ta sẽ viết git chấm thực đơn bằng thực đơn. Ở đây đang còn lỗi tại vì chúng ta chưa cho kiểu trả về của tham số. Rồi ta sẽ cho là kiểu any. Rồi, như vậy là cơ bản đã ok rồi. Chúng ta hãy cùng test thử. Nếu là sửa không hiện tên lên trên này, ok, là vì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm là vì sao. Có vẻ như là chúng ta thiếu ngif, sao ngif này bằng đang thêm sửa, một biến boolean tên là đang thêm sửa. Chúng ta sẽ dùng ngif để loát lại cái component thêm sửa thực đơn. Như vậy thì chúng ta mới tiến hành được chỉnh sửa được. Ở trong file ts thì chúng ta sẽ khai báo một biến là đang thêm sửa kiểu boolean và mặc định là giá trị fail. Và khi nhấn vào ghi hàm chi tiết thực đơn được thực thi thì chúng ta sẽ chuyển cái biến thêm sửa thành true. Git chấm đang thêm sửa bằng true. Vậy là mỗi lần ta nhấn nút edit thì nó sẽ loát lại thực đơn cho chúng ta. Sửa đã loát lại rồi nhưng mà không phin dữ liệu vào đây. Vì sao? Vì trong file thêm sửa tên đơn component.ts chúng ta chưa
truyền tham số sang, chưa lấy giá trị sang. Chúng ta sẽ truyền git chấm tên thực đơn bằng thực đơn, tức là thực đơn từ bên kia đấy, git chấm thực đơn chấm tên thực đơn. Tên thực đơn viết hoa nhé các bạn. Ở bên kia là viết thừa cái viết hoa thì bên này lấy về cũng phải là viết hoa. Đây, tên thực đơn của chúng ta viết hoa. Nên là khi truyền sang command này cũng phải viết hoa. Chúng ta cùng test thử. Đấy, đã ra món khai vị rồi. Nhưng mà nhón vào các món sau thì nó không đổi. Là vì sao? Vì hàm đang thêm sửa của chúng ta vẫn luôn là true. Nó không nhảy sang false. Nên là nó bị như vậy. Được rồi, chúng ta sẽ cùng lấy bootstrap model và cho vào đây hàm thêm sửa để mỗi lần tắt đi vật lại chúng ta có thể chuyển true false cho cái biến boolean đang thêm sửa. Chúng ta sẽ pet cái thẻ app thêm sửa thực đơn vào đây. Rồi, tôi sẽ căn chỉnh lại một chút cho nó đẹp. Ok, chỗ này lùi vào một tí nữa này. Rồi, ok, như vậy là đã tương đối đẹp rồi. Chỗ này lùi vào trong nữa. Rồi, model footer chúng ta không cần. Chỗ này thường thêm mới. Xem thực đơn. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ pet xuống dưới nút edit nữa. Ok, chúng ta cùng test thử sửa món khai vị. Ok, vẫn không đổi các bạn ạ, chỉ được cái đầu tiên thôi. Vì sao? Các bạn nếu biết cách sửa thì hãy comment xuống phía dưới giúp tôi với nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm cách để chỉnh sửa đoạn này. Không loát data được. Chúng ta sẽ thêm sự kiện ở button close bằng hàm đóng. Các bạn có thể thấy là nếu mà không có ngoặc tròn thì nó sẽ màu xanh. Màu xanh là biến, còn màu vàng nó sẽ là hàm. Đấy. Ok, ta chúng ta cùng viết sự kiện cho hàm đóng thì đơn giản chúng ta sẽ chuyển biến đang thêm sửa thành fail thôi, thế là được. Ok, chúng ta sẽ cùng test lại sửa món chính, sửa món tráng miệng. Như vậy là đã lên rồi, nhưng mà các bạn thấy là chúng ta phải nhấn vào nút close cơ thì nó mới ăn, và chúng ta nhấn ra ngoài và model của chúng ta tắt đi thì cũng không được. Chúng ta sẽ ở trong hàm chi tiết thì trước khi chuyển thành true thì chúng ta sẽ chuyển cái đang thêm sửa thành fail. Chúng ta hãy cùng test lại món khai vị lên, món chính lên, ta thử nhấn ra ngoài vẫn không được. Như vậy là chúng ta thêm một đoạn fail này không được rồi. Ok các bạn, là chúng ta sẽ thêm thuộc tính data backdrop bằng static. Chúng ta sẽ chặn cái sự kiện nhấn ra ngoài model và model tắt đi. Chúng ta phải buộc người dùng phải nhấn nút close. Đầu tiên thì chúng ta đã thêm thuộc tính data backdrop bằng static và data keypad bằng fail. Chúng ta hãy cùng test lại sửa nhấn ra ngoài. Sao không ăn nhỉ? Bây giờ vẫn không ăn. Các bạn có biết là tôi sai ở đâu không? Hãy nhắc tôi với. Chúng ta sai vì chúng ta bỏ hai thuộc tính này vào button. Chúng ta sẽ phải bỏ vào model của chúng ta. Rồi, rất xin lỗi các bạn, tôi đã nhầm. Thêm thuộc đơn. Đây, không nhấn ra ngoài được. Sửa. Nhấn ra ngoài, không được. Ok, như vậy là đã hoàn thành rồi. Bây giờ mỗi lần nhấn sửa thì
nó sẽ gọi lại hàm thêm sửa component và chúng ta sẽ lát được dữ liệu lên. Như vậy là đã xong phần hiển thị dữ liệu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm cái tải lại danh sách đơn vào hàm đóng của chúng ta, để nếu như chúng ta thêm hay sửa thực đơn xong, chúng ta close đi thì sẽ refresh lại danh sách thực đơn cho chúng ta. Ok, ở hàm TypeScript thêm sửa thực đơn thì chúng ta sẽ thêm một hàm sửa thực đơn. Chúng ta sẽ gọi sang service put thực đơn, service sửa thực đơn. Chúng ta đơn giản thì copy paste lại thôi. Copy paste lại cái hàm thêm thực đơn ở trong component thêm sửa thực đơn. Và chúng ta sẽ sửa cái service của chúng ta từ thêm thực đơn thành sửa thực đơn. Như vậy là đã xong. Cực kỳ đơn giản phải không ạ? Chỗ này thì chúng ta sẽ thêm một button nữa là button sửa thực đơn. Và chúng ta sẽ gọi xuống hàm sửa thực đơn. Đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng ngif ở chỗ này. Chúng ta sẽ sử dụng điều kiện bằng cấu trúc sao ngif bằng ở bên trong quạt cầm hai nháy là điều kiện của chúng ta. Nếu như mã thực đơn của chúng ta khác không thì sẽ hiển thị nút sửa thực đơn. Ngược lại, nếu mà mã thực đơn của chúng ta bằng không thì sẽ hiển thị thêm button thêm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo mã thực đơn có kiểu là any. Ok, trong void init thì chúng ta cũng lấy mã thực đơn từ thực đơn được truyền từ bên kia sang. Rồi, vậy là đã hết lỗi. Chúng ta sẽ copy cái ngif này cho lên cái button thêm. Nếu như mã thực đơn của chúng ta bằng 0, bằng 0, tức là so sánh với 0 mà đúng thì sẽ hiển thị nút thêm thực đơn. Thêm thực đơn. Đang lỗi rồi. Sửa thực đơn thì đã có nút sửa thực đơn. Chúng ta hãy cùng sửa. Sửa thực đơn đã cập nhật thành công. Mong hai vị không ăn. Thật là buồn cười. Hãy cùng test lại. Mong hai vị 1, 2, 3 sửa thực đơn cập nhật thành công. Hay là hàm loát của chúng ta chưa được nhỉ? Buồn cười quá. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại Squaker của chúng ta. Trái ra chưa cập nhật được rồi. Thật buồn cười. Thì tôi sẽ kiểm tra lại. À, vì chúng này, chỗ này chúng ta chưa truyền mã thực đơn xuống các bạn ạ, nên nó không có mã thực đơn nên nó không truyền vào được. Tuy là báo thành công nhưng mà không có mã để update, nên là chúng ta sẽ thấy không thay đổi gì. Chúng ta sẽ khởi tạo biến va có một thuộc tính nữa là mã thực đơn bằng git.mã thực đơn. Ok, như vậy là tương đối ổn đấy. Chúng ta sẽ cùng test lại. Sửa món khai vị 1, 2, 3 sửa thực đơn cập nhật thành công. Tắt đi, đã lát lại món khai vị rồi, chúng ta không cần nhấn F5 nữa. Đấy, mã thực đơn của chúng ta viết thường, tên thực đơn cũng viết thường. Đấy, đã lát lại 1, 2, 3 rồi. Bạn nhớ truyền đúng chữ hoa chữ thường nhé. Món khai vị. Chúng ta sẽ sửa lại thành món khai vị là món nhẹ, một ngoặc món nhẹ. Ok, sửa thực đơn cập nhật thành công. Tắt model, đã lưu thành công rồi. Như vậy là hàm chỉnh sửa thực đơn của chúng ta đã thành công. Chúng ta
Sẽ tiếp tục test một lần nữa. Món chính đơn giản tôi chỉ thêm dấu chấm. Đặt đi, đã lưu thành công rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng làm mượt form của chúng ta. Chúng ta thấy là cái model của chúng ta đang hiện là model title và model heading. Và sẽ sửa phần này bằng cách gọi tiêu đề ở chỗ này. Tiêu đề, các bạn có thể thấy là biến thì sẽ là màu xanh dương nhạt, còn hàm sẽ là màu vàng. Và xem thêm tiêu đề ở đây. Và hàm chi tiết thực đơn của chúng ta sẽ biến đổi tiêu đề thành sửa thực đơn. Còn lúc thêm mới thì sẽ tiêu đề của chúng ta sẽ là thêm thực đơn. Chỗ này sẽ phải có dít chấm. Ok. Rồi. Chúng ta hãy cùng test sửa thực đơn. Đã hiện chữ sửa thực đơn ở đây rồi. Rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh lại nút thêm thực đơn của chúng ta. Chúng ta đã thay đổi cấu trúc của nút thêm. Bây giờ chúng ta nhấn nút thêm thì nó phải hiển thị model lên. Tôi sẽ tùy chỉnh giao diện một chút, cách ra cho nó đỡ dính với danh sách và cái menu ở trên. Đã cách menu ở trên rồi nhưng mà cái danh sách ở dưới thì không cách ra. Tôi sẽ thêm một thẻ BR ở đây nữa. Như vậy là đã cách ra rồi. Cái chỗ này model của chúng ta ẩn hiện nên là nó chúng ta phải cần hai thẻ BR ở chỗ này. Các bạn cho một cái ở dưới thì cũng không ăn đâu nhé. Kiểu gì thì chúng ta cũng phải cần hai thẻ BR. Như tôi đi học ngày trước thì các cô, các thầy dạy là không được dùng thẻ BR này để cách dòng, mà phải tùy chỉnh CSS. Mà theo như kinh nghiệm đi làm của tôi thì dùng cái gì cũng được, trông đẹp mắt là được, khách hàng ok là được thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã tùy chỉnh xong. Bây giờ chúng ta sẽ thêm sự kiện ở nút thêm mới này. Chúng ta sẽ gọi xuống hàm thêm thực đơn. Chưa có hàm thêm thực đơn thì chúng ta sẽ định nghĩa hàm thêm thực đơn. Trong này thì chúng ta sẽ tạo ra, khởi tạo biến thực đơn của chúng ta kiểu là kiểu listen, và có mã thực đơn là bằng 0 để sang bên kia, sang bên thêm sửa thực đơn .com.ts thì nó nhận là nếu mà mã thực đơn bằng 0 ấy thì chúng ta sẽ hiển thị button thêm. Ok. Còn tên thực đơn chúng ta sẽ để trống. Rồi, chúng ta sẽ copy hai cái dòng code này nữa. Chúng ta sẽ chuyển đang thêm sửa thành chu và tiêu đề của chúng ta sẽ là thêm thực đơn. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, đã hiện hai cái thuộc tính bên trong và button là button thêm thực đơn. Và nó cũng đã ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa lại cho cái bên trong nó đẹp. Vâng, bootstrap grid system. Bootstrap responsive. Chúng ta sẽ thử chuyển về XS xem. Vẫn không được đẹp cho lắm. Nó vẫn không chung một dòng. Anh em nào master bootstrap có thể cho tôi một ít kinh nghiệm được không? Vẫn trông rất là xấu. 57 thử xem. Sao nó lại không chung một dòng nhỉ? Tôi cứ nghĩ là tại tên thực đơn nó dài quá, hay là cái input kia dài quá nên nó xuống dòng. Nhưng hình như là không phải. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao. Thì chúng ta đang thiếu một thẻ deep có class row.
Như vậy thì các thẻ bên trong của chúng ta mới trúng một dòng. Tôi sẽ cho thêm hai cái deep row này, một cái deep row để chứa một cái label và một cái input. Còn deep row kia thì sẽ chứa hai cái button của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ cùng xem lại giao diện. Đấy, chung một dòng ở đây, nhưng mà cái thêm thực đơn của chúng ta hơi xấu. Chúng ta có cần nhất thiết bỏ cái button của chúng ta vào row không? Tôi sẽ chỉnh lại cái label và cái class của chúng ta thành 39 đã. Rồi, tương đối là ok. Cái nút button này thì chúng ta sẽ xử lý sau đây. Tại vì thẻ row của chúng ta nên là nó giãn ra tận ngoài lề luôn, tận ngoài biên luôn. Ta sẽ đơn giản là bỏ row đi vậy. Trước khi bỏ row thì tôi sẽ thêm một thẻ div để nó cách ra đã. Rồi, ta sẽ bỏ row đi. Cho button của chúng ta lùi lùi vào trong. Có cách lề. Đây, đã cách lề rồi. Như vậy là tương đối đẹp rồi. Ok. Ok, sửa thực đơn. Món chính, lên món chính. Chúng ta sẽ test lại một chút nữa. Hàm thêm thực đơn của chúng ta, chúng ta cũng đã vừa thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ test lại hàm thêm thực đơn. Thêm thực đơn gì đây? Món đặc biệt đi. Ok, thêm thực đơn nào. Thêm mới thành công. Tắt đi, rát luôn. Như vậy là đã thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.